chào các bạn. Trong video này mình sẽ nói về cấu tạo cục pin của điện thoại di động nha các bạn. Khi mà cho các bạn xài sử dụng một cái thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng hoặc là ngay cả tai nghe Bluetooth hay cục sạc dự phòng, thì bên trong cái đó để cho thiết bị hoạt động á, mình cần phải có một cái cell pin nha các bạn. Thì các cell pin bên trong thiết bị á, nó sẽ phân làm hai loại. Đây, mình nói về cái cell pin lithium ion là loại thứ nhất, và cái loại thứ hai là pin lithium polymer nha các bạn. Đây là có hai, mình sẽ phân làm hai loại ha. Thứ nhất á, cái cấu tạo bên trong lithium ion các bạn là nó sử dụng các chất điện phân á, nó bằng chất lỏng nha các bạn. Thì cái bên trong chất lỏng này á, nó rất là dễ cháy và rất nguy hiểm nha các bạn. Nên bình thường á, cái pin lithium ion này các bạn, nó sẽ được bọc bằng cái lớp vỏ bằng kim loại. Còn cái loại pin thứ hai của mình á là pin lithium polymer nha các bạn. Thì nó sử dụng một cái chất điện phân dạng khô là polymer, nó giống như một cái miếng phim nhựa mỏng á, nó ghép hai cái điện cực lại với nhau. Thì cách thức mà các loại pin cho điện thoại di động này á, nó hoạt động như thế nào? Thì nó có là một quá trình trao đổi ion giữa các điện cực âm và điện cực dương, nói chung trao đổi ion qua lại á, từ đó nó sản sinh ra dòng điện bên trong cục pin nha các bạn. Thì ưu điểm của cái pin lithium ion này các bạn là nó rẻ tiền hơn so với cái pin lithium polymer này, nó khá rẻ tiền nha các bạn. Nhưng mà nhược điểm của cái pin này á là thứ nhất là cái kích thước á các bạn, nó cồng kềnh, nó không thay đổi được nha. Còn cái pin lithium polymer này á, bây giờ nó sử dụng rất thường xuyên, như cái Apple Watch nè, rồi cái AirPods nè, rồi ngay cả cái tai nghe Bluetooth nè các bạn, hay là mấy cái smartphone hiện tại bây giờ người ta sử dụng là loại pin lithium polymer nha các bạn. Cái loại này á, nó sẽ kích thước á, nó to nhỏ khác nhau nha các bạn. Nó nói chung là nó đa dạng hơn so với cái loại pin lithium ion này các bạn. Đồng thời á, nó có nhược điểm là cái pin loại lithium polymer này á, nó sẽ mắc tiền hơn so với pin lithium ion. Thì trong những cái video trước và mình hướng dẫn các bạn về cách sửa cái pin phòng pin phù á, nè, mình đã có cái một cái khuyến cáo là khi mà các bạn bóp đây những cái pin phồng như cái pin iPhone này nha các bạn, nó bị phồng lên như này à. Mình khuyến cáo là các bạn khi mà các bạn bóp vô á, nó có không khí bên trong á, đó bóp vô nó thấy nó phồng lên như vậy mà có không khí bên trong á, bóp vô nhẹ thì các bạn nên thao tác là các bạn sửa được cái pin phồng pin phù nha các bạn. Cho dù mấy iPhone nè, hoặc là mấy iPad, hoặc là mấy cái smartphone như Samsung hay gì á. Còn đối với những cái trường hợp mà các bạn mà sờ vô cục pin á, bóp vô nè, thấy cứng ngắc à, nó không có như cái loại này nè. Cái này bóp vô các bạn thấy mềm không, có không khí bên trong á. Những cái loại pin này á, là pin lithium polymer nha các bạn. Đây cái loại pin này nè, bóp vô các bạn thấy mềm ha. Còn đối với những loại pin mà cái vỏ bằng kim loại nó cứng, rất cứng á, là cái loại pin lithium ion nha các bạn. Mình khuyến cáo là các bạn á, khi mà các bạn sửa cái loại pin phù, pin phồng này nè, đối với loại pin này á, cái vỏ bằng kim loại á, các bạn không nên sử dụng nha các bạn. Không nên thao tác là các bạn dùng cái lưỡi dao nè, các bạn dùng cái lưỡi dao mà các bạn mổ vô đây là không nên nha các bạn. Tuyệt đối tránh cho mình nha. Đối với những cái loại pin mà các bạn bóp vô thấy vỏ cứng nhắc như thế này, vỏ bằng kim loại nha các bạn. Còn đối với những cái loại pin như iPhone á, pin polymer nè, các bạn nhìn trên đây á, là các bạn có thể bóp nè, dồn không khí á cho chính giữa, để các bạn rạch một đường nhỏ thôi nha các bạn. Rồi các bạn bóp đẩy cái không khí ra cho ra ngoài là các bạn dán, lấy bằng keo dán lại là ok. Thì những cái video mà sửa pin phòng pin phù á, mình đã hướng dẫn trong cái clip trước rồi. Các bạn có thể làm thực sự là hiệu quả nha các bạn. Nói chung là mình đã làm để chữa cháy thôi chứ không có vấn đề gì hết.
Và tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà phân biệt được pin polymer lithium nè các bạn, và pin lithium ion nha các bạn. Thì do mà mình đã nói về cái cấu tạo của nó là do cái chất mà điện phân á, điện phân ion, cái này của nó bằng chất lỏng hoặc là có dạng khô các bạn, thì từ đó các bạn phân biệt được nha. Đối với lại những cái cell pin mà 18650 như vậy nha các bạn, cái này thường rất hay dùng trong các cục sạc dự phòng á, thì những cái loại pin này là bạn là chính là cái loại pin lithium ion. Đây là loại pin là chất nó có vỏ bằng kim loại nha bạn. Thì đối với những loại này á, tùy vào cái chất liệu vỏ, nhưng mà cái vỏ này thường là bằng sắt nha bạn. Có thể khi mà các bạn test đó, các bạn không cần nhiều, các bạn nhìn trên đây nó sẽ ghi ký hiệu là lithium nữa các bạn. Đây nó ghi chữ một chữ này nha, hoặc là các bạn dùng 500 các bạn hít vô là chắc chắn nó dính là cái vỏ này bằng sắt nha các bạn, là có thể là các bạn khẳng định được cái cell pin 18650 này là pin lithium ion nha các bạn. Còn đối với những cái cục pin đó, pin Nokia nè các bạn, đây là những loại pin Nokia nha các bạn, mình đã tháo vỏ ra rồi nha. Các bạn không biết cái loại pin gì á, chứ cần là các bạn phải nhìn trên cái tem nè, nó có ghi không nha các bạn. Còn không á là các bạn phải tháo ra. Các bạn dùng cho mình một cái lưỡi dao lam ha, rồi tháo cái vỏ ra. Rồi các bạn nhìn bên trong là các bạn nhìn thấy nè, cái vỏ nè, nó rất cứng, bóp vô rất cứng, nó bằng kim loại nha các bạn. Hoặc lại đây là cục pin Samsung thế hệ cũ nha các bạn. Các bạn cũng dùng một cái lưỡi lam, các bạn tách cái vỏ này ra, tách cái phần bìa này ra nè các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy không, thấy bên trong của nó là lớp vỏ bằng kim loại nha các bạn. Cái lớp vỏ bằng kim loại á, thì bên trong này các bạn, nó đảm bảo là cái chất điện phân, cái lớp điện phân nè, điện phân bằng chất lỏng nè, nó không được trào ra ngoài các bạn. Tại vì cái chất điện phân này á, nó rất là dễ cháy và rất nguy hiểm nha các bạn. Nên người ta sẽ dùng cái lớp vỏ bằng kim loại để người ta bao lại, bao kín kỹ lại nha các bạn, không cho nó thoát ly ra ngoài ha. Thì để mà test cái này á, thì các bạn có thể dùng cho mình một cái đồng hồ số nha các bạn. Kiểm tra cái vỏ này thì các bạn có thể dùng đồng hồ số, đồng hồ kim cho mình nha. Ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ số ha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra cũng được. Đo theo đo điện trở. Ở đây mình sẽ dùng chuông để mà mình kiểm tra thử nha. Cái vỏ này nó bằng chất liệu vậy nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Thấy không? Các bạn thấy nó kêu không? Đồng thời cái vỏ của mình á, nó báo nè các bạn. Nó báo đây là cái thông mạch nha các bạn. Là cái vỏ này của mình nó đo được khoảng 2,2 ohm. Là chính là cái vỏ, lớp vỏ này nó bằng kim loại. Hoặc là của pin Nokia nè, mấy cái pin loại pin Nokia nè, bóp vào rất cứng nha các bạn. Ở đây mình có pin Nokia của BL4C. Thì cái vỏ ở ngoài mình đã tháo ra rồi nha các bạn. Thì cái vỏ này á, các bạn có thể dùng cái đồng hồ các bạn thắng đo điện trở, các bạn đo kiểm tra coi nó phải bằng kim loại không. Đó các bạn thấy không? Nó sẽ báo. Đây. Cái này cái vỏ cái kim loại nó khoảng 1,8 ohm thôi nha các bạn. Là trường hợp này á, là những cái loại pin này là loại pin lithium ion. Vậy là vấn đề thứ nhất á, các bạn cứ nhìn cái vỏ bên ngoài á, nó có ghi chữ lithium ion không nha các bạn. Còn cái vấn đề thứ hai của mình á, là các bạn tháo pin ra là các bạn kiểm tra được liền. Mà đa phần á, thì các bạn quan sát sơ bộ thôi, là các bạn bóp vô chính giữa nè, các bạn bóp nó cứng ngắc à, là các bạn chắc chắn hình dung ra được là cái bên trong này á, cái chất điện phân của nó là bằng chất lỏng. Tại vì nó có cái lớp kim loại á, nó sẽ tránh cho cái chất lỏng này nó trào ra ngoài á, tại vì nó rất dễ cháy á, nên các bạn bóp vô cứng ngắc à. Còn đối với những loại pin lithium polymer thì các bạn phân biệt như thế nào? Đây là những loại pin này nè. Các bạn thông việc rất đơn giản nha bạn.
cái từ kích thước của nó nè. Đây là một cái cục pin lithium polymer của cái tai nghe Bluetooth ha. Những cái pin phòng này các bạn, pin phòng này mình có thể chữa cháy được luôn nha các bạn. Thì cái video chưa mấy video mà mình đã hướng dẫn các bạn chữa pin phòng pin phụ á, thì các bạn rạch nhẹ cái lỗ này thôi nha. Bóp chính giữa, các bạn dồn không khí vô chính giữa thì các bạn rạch nhẹ một đường thôi. Rồi cho nó xẹp xuống là ok nha các bạn. Nhớ các bạn chỉ rạch đường nhỏ xíu, các bạn không được lấy cái mũi dao này các bạn đâm sâu xuống nha. Nó chạm hai chân á, hai chân âm dương bên trong á, là có thể làm cháy pin luôn nha các bạn, hư pin ha. Còn đối với những cục pin của iPhone đi, đây nè các bạn, bên ngoài các bạn quan sát cho mình nha, các bạn quan sát chú ý nè, nó sẽ ghi một cái dòng chữ là lithium polymer nè các bạn, lithium polymer nè, có lấy chữ polymer ở đây nè các bạn, polymer là cái loại thứ hai nha các bạn, là cái chất điện phân của mình nó dạng khô nha các bạn, là những loại pin này á là mình có thể làm được sửa pin phòng pin phù được nha các bạn. Nè các bạn nhìn quan sát bên ngoài nó có chữ polymer nè các bạn. Hay làm những cái máy cái cục pin của LG á, các bạn nhìn thấy không, bên đây nó cũng có chữ polymer nè, ghi polymer lithium ion không, là polymer là cái chất điện phân bên trong nha các bạn, dạng phim ha. Thì đối với những loại pin mà có cái vỏ bên ngoài á nhựa như thế này á, khi mà nó bị phù lên đó các bạn, các bạn có thể fix được luôn nha, sửa luôn nha. Đây mình sẽ thao tác, mình sẽ dùng một cái lưỡi dao lam ha, các bạn tách ra phần này cho mình. Thì các bạn nhìn cái chữ nè, lithium polymer nè, thì các bạn làm được, thao tác được đó, khi các bạn tách ra được á, tách ra được cái vỏ như y như thế này các bạn. Tại vì bên trong á nó giống như cái cục pin của iPhone thôi. Đây nè, cái vỏ bên ngoài, cái bên đây là nó sẽ thiết kế một cái lớp nhựa nha các bạn. Đây là không có gì hết, các bạn tách ra cũng được ha. Còn cái pin này á, trước tiên hôm nay hôm trước á, nó đã bị phù rồi, mình lùng một cái lưỡi dao các bạn, mình rạch nhẹ cái lỗ nhỏ nè, mình đồ không khí ra các bạn, bây giờ nó xẹp lại nha các bạn. Là những đối với những cái loại pin mà lithium polymer này á, là các bạn có thể thao tác sửa fix được luôn nha các bạn. Đây là những loại pin kích dung lượng nhỏ thôi. Thì đó, thế thì những loại pin mà cái dung lượng lớn á, nó có khác biệt gì không? Đây, mình có cục pin lithium polymer luôn nha các bạn. Cái dung lượng của nó là khoảng 3500 mAh, các bạn thấy không? Các bạn để ý quan sát cho mình nè, thì cái tem nó nói nè các bạn, rechargeable nè các bạn, nó có thể được cho phép được sạc lại nè, nhưng mà cái chữ dòng chữ kế tiếp là lithium polymer nè các bạn, battery ha, pin lithium polymer. Thì những loại pin này á, khi nó mà trường hợp mà các bạn thấy bị phồng á, bị phù á, thì cái nếu nó phồng lên đó bạn, cái lớp bên ngoài á là lớp polymer, lớp nhựa, thì các bạn bóp cái bông vô đồ không khí vào giữa, rồi các bạn dùng cái lưỡi dao các bạn mổ, các bạn rạch nhẹ một lỗ nhỏ xíu thôi nha các bạn, đừng không được chập sâu ha. Cái cách này cũng làm tương tự nha bạn, pin iPhone của mình cũng y hệt như vậy nha. Đây, đây là pin iPhone nha các bạn. Nè, cái dung lượng của nó nha bạn, 1810 mAh. Thì các bạn cứ lùa không khí xuống nè, pin iPhone nó bị phồng nha các bạn. Nè, nhưng mà cái loại pin lithium polymer mình làm được ha, lùa không khí xuống thôi, nó phồng chính giữa, thì các bạn rạch một lỗ nhỏ xíu thôi. Rồi các bạn, xong rồi á. Rồi sau đây mình cũng tiến hành mình ép cái không khí ra ngoài nha các bạn. Trước khi các bạn làm thao tác, các bạn cũng nhớ xả pin nha mình nha. Các bạn ép không khí ra ngoài, ép dồn quá các bạn, dồn hết cái không khí ra ngoài ha, không được chọc sâu quá nha các bạn. Các bạn đeo, các bạn thấy không, nó xẹp lại xuống rồi nha các bạn. Các bạn ép hai bên luôn ha, cho cái không khí các bạn nó thoát ra ngoài hết.
Rồi sau đó các bạn dùng một cái băng keo. Đây nè, nó xẹp xuống rồi nha các bạn. Rồi đối với những loại pin lithium polymer này á, mình sẽ làm được luôn. Chỉ có những loại pin này mình làm được thôi. Chứ còn loại pin lithium ion á, bỏ một kim loại mình không bao giờ mình làm, không nên làm nha các bạn. Tại vì nó nguy hiểm ha. À, các bạn kêu ghi là pin phụ á, là các bạn có thể lấy bằng keo các bạn dán lại vô đây vô cái lỗ vừa mình chích vô nãy á, rồi các bạn gắn vô xà tạm chữa cháy, sau đó các bạn thay pin mới được nha các bạn. Đây là những cách làm cho những cái cục pin iPhone nè, hoặc là mấy pin dung lượng lớn như cái máy iPad nha các bạn, hoặc là tất cả các pin nhỏ xíu mà nó gì sử dụng pin lithium polymer như cái cell pin của các Apple Watch đó, đồng hồ thông minh đó, hoặc là cái Playcam, cái máy bay quay phim, hoặc là mấy những cái loại như tai nghe Bluetooth này nè, nó sử dụng loại pin lithium polymer thì các bạn làm được ok nha. Còn mình khuyến cáo là một lần nữa là các bạn không nên bao giờ mà các bạn dùng cái pin lithium ion mà các bạn sử dụng sửa cái loại pin phòng pin phù, không nên nha các bạn. Các bạn thứ nhất là bạn phải dùng cái dụng cụ, nói chung là dùng cái da mà các bạn này, cái này nó chảy bên trong, nó cái chất điện phân bên trong đó các bạn, là nó bằng chất lỏng, nó nguy hiểm nha các bạn, nó dễ cháy dễ nguy hiểm mà, nên các bạn không nên dùng ha. Mặc dù cái pin này khá, ngoài ra cái những cái pin loại pin này các bạn, cái nó khá rẻ so với pin polymer lithium polymer này nè. Cái giá thành á, những cái loại pin như thế này, như các bạn cái xe pin này nè, 18650 ha. Hoặc là những cục pin lithium polymer của Nokia này nè, nó khá rẻ nên mình khuyến cáo các bạn mua, nếu trường hợp bảo pin phòng pin phù á, các bạn mua thẳng luôn nha. Ra ngoài các bạn mua, nói chung có khoảng vài chục nghìn thôi, không có bao nhiêu tiền đó. Thì các bạn mua pin này và thay, chứ các bạn không, mình khuyến cáo là các bạn không nên mà cái dùng cái sửa cái pin phòng pin phù á mà dùng lại, sử dụng tạm cái pin lithium ion này. Mình có thể sử dụng, chỉ có thể sửa cái pin phòng pin phù này đối với những loại pin mà nó là lithium polymer thôi nha các bạn. Rồi là video này á, mình đã hướng dẫn cho các bạn phân biệt hai loại pin dùng cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng, thì sẽ có hai loại pin lithium ion và lithium polymer nha các bạn. Thì nó cũng hoạt động dựa trên cái quá trình mà trao đổi các ion á giữa điện cực âm và điện cực dương á, từ đó nó sẽ sản sinh ra dòng điện nha các bạn. Nhưng mà tùy loại cái chất điện phân á, nó sẽ khác nhau. Loại ion á thì nó sẽ dùng cái chất điện phân mà chất lỏng, còn loại polymer á thì nó cái chất điện phân của nó dạng khô nha các bạn, giống như cái tấm phim á. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn hãy viết lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.